Vâng, và sau đây xin được mời ở dưới này nhỉ. Thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu. Số danh 01. Xin mời số báo danh 01 Bùi Thị Mơ, xã Đức Sơn. Tôi xin được chúc mừng Bùi Thị Mơ. Và tiếp theo xin mời bước lên phía trước. Số báo danh 03. Đơn vị xã Quyết Chiến. Tiếp theo xin mời bước lên phía trước. Số báo danh tiếp theo 03 là 04. Đơn vị thị trấn Bằng Hến. Xin mời số báo danh 08. Số báo danh 08 đâu ạ? 08. Vâng, Bùi Thị Sinh, đơn vị xã Phó Phú. Và tiếp theo được mời lên phía trước ạ. Số báo danh tên quý vị số nào đấy ạ? Anh không được. Vâng, và nghe lóng thoáng là cũng có một số vị khán giả rất đúng rồi. Xin mời bước lên số báo danh 10. Xã Quy Hậu. Xã Quy Mỹ ạ, vâng, xin lỗi quý vị. Và tiếp sau đây xin được mời lên sân khấu số báo danh tiếp sau của số 10 là số 11 ạ. Đơn vị xã Phú Cường. Vâng, còn lại 4 người đẹp nữa sẽ lọt vào top 10 của ngày mai. Vâng, rất là hợp đúng không ạ? Vâng, có số 10 và số 11 ạ. Thế quý vị là số bao nhiêu ạ? 08 đi. Vâng, số 09 ạ. Đơn vị xã Nông Vân. Số danh đơn vị xã Nông Vân ạ. Vâng, xin được ạ. Xin lỗi ạ. Số danh của xã Nông Vân là số 12 ạ. Vâng, xin lỗi quý vị. Và tiếp theo đây xin được mời lên sân khấu số báo danh xã Mổ Luôn 16 ạ. Vâng, chỉ còn hai người đẹp nữa thôi ạ. Vâng, xã quý vị là người đẹp của xã Quy Lộ, nó là vào top 10 của ngày mai không ạ? Vâng, xin được chúc mừng số báo danh của xã Quy Hậu số 19 ạ. Vâng, rất là hợp, chỉ còn một đơn vị nữa thôi. Vâng, để cũng rất khó để lựa chọn ra 9 người đẹp còn lại. Vâng, thưa quý vị thì có khó không ạ? Vâng, xin được mời 9 người còn lại chúng ta sẽ xếp thành một hàng ạ. Chỉ còn một thí sinh duy nhất thôi ạ, lọt vào top 10 đêm trung khảo ngày mai. Theo quý vị, là số báo danh bao nhiêu ạ? Nói to lên giúp tôi ạ, tôi không nghe rõ. Vâng, ở phía bên này 07 rất to ạ. Vâng, tôi thì cũng phải đến lúc công bố thí sinh thứ 10 lọt vào top 10 người đẹp để tham gia vào vòng trung khảo buổi tối ngày mai. Xin được chúc mừng đơn vị xã Trung Hoa. Vâng, xin được chúc mừng các thí sinh đã lọt vào top 10 của vòng trung khảo. Vâng, cũng xin được rất chúc mừng những người đẹp còn lại. Chúng ta đã là những người đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, xin được mời thí sinh còn lại chúng ta sẽ cùng bước lên trên ạ. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn sẽ bước lên trên. Và một lần nữa xin quý vị đại biểu, quý vị khán giả hãy dành cho những người đẹp của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nữa để cổ vũ cho các thí sinh, giúp họ có được sự động viên để hứa hẹn với quý vị khán giả sẽ có những màn trình diễn ấn tượng nhất vào đêm chung kết ngày mai. Một lần nữa xin được chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, năm mới với nhiều thắng lợi mới. Xin chào và hẹn gặp lại.